nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình với lại Ngân cùng với lại mấy đứa nhỏ thật sự rất là vui luôn. Rồi sau cái chuyến đi dã ngoại vất vả kia đó thì về mấy đứa nhỏ nó lại tiếp tục muốn đi nữa. Nhưng mà hôm trước mình đi trời mưa bao nhiêu thì hôm nay mình đi trời nắng bấy nhiêu. Vỗ tay. Mấy đứa có được đúng như mong ước là trời nắng chưa? Đó, bây giờ nắng quá trời nắng luôn. Thì cái xe trong lúc đó mình cũng đã đi sửa xong hết rồi. Bây giờ cái nút đề mình cũng đã thay nó rồi các bạn ơi, rất là êm luôn. Bây giờ là chạy là mấy đứa chỉ cần ngồi trên xe thôi, không có cần đẩy nữa. Thì hôm nay mình sẽ đi dã ngoại ở một cái căn nhà mà cũng không có quen lắm nữa. Mấy chị em chỉ lâu lâu ghé chơi thôi à. Đó là nhà của bà Hai. Mà cũng không biết là bà Hai có nhà không hay là như thế nào nữa. Thì bây giờ mình cứ chạy vô trong đó trước đi rồi mình tính sao nha. Trời, đi thôi. Rồi, không biết là trong nhà bà Hai có cái gì không á ta. Nhớ đợt trước mình vô là có đủ thứ hết á. Rồi đi nha. Hoàng Hoàng có cái xe của ông chú trên cầu. Rồi lên luôn. Qua cầu hả? Ủa mình có qua cầu không? Không, không có qua cầu. Không đúng không? Vậy mình đi đi. Mình đi thẳng thôi à. Đi thôi. Ê dạ, cứ tưởng là mình sẽ qua cầu chứ. Không. Không qua cầu. Anh Caramel ở lại nha, ở lại vui vẻ. Mang cái nón vô đây đi, chúng tôi có nắng thì có nón rồi. Trời ơi, mấy đứa thấy sao vui không chưa? Bỏ khẩu trang xuống đi em, mình đi xe bây giờ mình có mui rồi, mình đâu có cần phải bảo vệ cái mặt mình chống nắng gì nữa. Đúng rồi, bỏ xuống. Rồi bây giờ chị sẽ làm phóng viên nha. Vâng ạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin chào tất cả đại gia đình thôn nữ nhí của nhà thôn nữ miền Tây. Cho em hỏi là tâm trạng của chị My lúc này như thế nào? Vui. Trả lời sao cho nó dài dài chút em trả lời ngắn ngủn em. Dạ, rất là vui. Rất là vui, rồi ngoài vui ra còn gì nữa không? Vui. Vui thôi. Rồi bên đây qua đây. Dạ vui. Bây giờ mình quy định như vậy đi. Cái lời nào mà bạn đầu tiên nói rồi thì bạn tiếp theo sẽ không được nói nữa. Rồi mình nói lại. Mình tốn chi phí sửa xe là mình đâu cần phải đẩy nữa. Biết luôn, trời ơi, nó biết chi phí sửa xe nhiều luôn em ơi. Rồi, xe vòng qua đây. Em, cảm giác em như thế nào? Vui nhưng mà hơi gung. Hơi gung, tại sao hơi gung? Nói chung là gung đúng không? Dạ. Rồi, qua đây em này. Dạ, vui. Vui. Vui, phấn khởi, phấn khởi hết. Rồi qua đây em này. Dạ vui, đỡ khổ thân lần trước đi. Trời ơi, cái câu này là cái câu chị chịu nhất nè, đỡ mệt. Rồi Ngân lấy cái nón lái đi Ngân ơi. Thôi hôm nay dì ba đi từ thiện rồi, hôm dì ba không có đi chơi với tụi mình được. Phải bật cái lọc gió. Bộ chưa bật nó hả? Rồi hôm nay ngồi xe tôi gọi kiểu có bệnh chưa các bạn. Thật sự ra là ngồi cái xe là cảm giác thấm lắm luôn á. Nhưng mà chỉ những người ngồi thôi. Còn riêng mấy bạn mà bị say xe đó là chống dự định đi cái xe này nha. Kiểu lắc 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 lắc. Mấy đứa sáng giờ có ăn gì chưa? Chưa. Chút nữa mình vô nhà ba em biết có gì ăn không ta? Là có đúng không? Hồi nãy chị có chuẩn bị thêm một ít gạo nè để nấu cơm cho mấy đứa ăn, rồi mắm muối, nước tương, nước mắm một quầy kỳ, nói chung là đầy đủ. Chỉ cần như giọng mình kiếm cái gì đó để mình nấu ăn thôi, còn bất quá thì mình không á, mình nấu cơm thôi mà mình thu hoạch mình ăn cũng được. Sắp tới rồi. Bạn có ai có muốn thử nghiệm cái cảm giác mà ngồi xe giống như mấy chị em mình không nha? Nếu như mà muốn thì hãy tranh thủ về với chị em của tụi mình đi. Rồi chị em tụi mình nó sẽ chở các bạn một cái tour là lấn quanh cái cồn của mình luôn, để mà vừa có thể trải nghiệm lại cái cảm giác xưa cũ của ngày trước nè, rồi có thể ngắm được những cái cảnh đẹp của quê mình nữa nha. Hôm
Rồi, xuống xe bên đó ơi. Xuống xe xách đồ xuống. Ủa có cái cây mảng cầu hay gì nè. Rồi, xách đồ xuống. Xách nổi không? Bình nước khỏi xách. Nổi không? Đây, chị xách tiếp cho. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô nhà của bà Hai nha. Đi rồi, thôi. Đi vô với cô nè. Con đón cô hả? Trời ơi, cho bả chờ. Đi, giỏi quá. Sao khóc vợ? Sao thương mất hai hàng rồi? Vô nhà nha. Yeah. Bà đâu rồi? Bà con đâu? Bà ngoại hả? Bà ngoại đi mất rồi. Bà ơi. Không thấy bà đâu hết trơn á. Bà đâu rồi? À. Ở ngoài đây nè Ngân ơi. Ở nhà với mẹ. Hả? Kêu mẹ cho cô đi. Ủa? Con chào cô. Dạ, con chào cô. Bà đâu rồi cô? Bữa nay bà không có vô. À, bữa nay bà không có vô hả? Đi lên, lên. Dạ, hôm nay tụi con tính vô đây chơi với lại bà đó. Tại lâu lắm mày không có ghé á. Nhưng mà không thấy bà đâu hết trơn, chỉ có mình nên cô thôi à. Tụi con có đem thêm một ít đồ để mà hôm nay đi dã ngoại á. Cô cho phép tụi con nha cô. Ừ. Yeah. Rồi, mượn bà Hai cho các bạn nè. Chảy ra ngồi cái này là nằm ngủ luôn á. Đây, hồi nãy giờ thì mấy chị em mình cũng lựa chọn được cái chỗ này rồi nè các bạn ơi. Rất là mát luôn nha. Kéo ra. Đó. Hay da. Chỗ này cực đã luôn á. Rồi, mình đem đồ vô nha. Có chuẩn bị đủ rồi luôn. Đây. Trời ơi, đứa nào ăn bánh nữa nè. Bánh của ai? Tôi nghe nói đi business cái nó chuẩn bị đủ chỗ chân nghe, đủ đồ chân. Chị thịt bánh đi. Này, có đem theo tất tần tật mấy cái đồ niêm đó các bạn. Tại vì á biết là trên nhà bà Hai lúc nào cũng có cá chân á, dưới hầm nó rất là nhiều luôn. Nên là mình đem đồ niêm đủ theo, không có phải mượn nữa. Mình rút kinh nghiệm từ đợt bà Bảy lần trước rồi. Lần này mình có kinh nghiệm rồi. Ghê chưa, không sợ đói luôn. Luôn. Cô có chén đầy đủ luôn. Có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Này, để đem lên cho chị nè. Rồi. Đào lỗ chút xíu nha, mình nấu cơm. Đúng rồi. Chắc là mình đào hai cái lò đi ha. Khoan để mình tìm cái chỗ nào nó thích hợp xíu á. Được không, đây được không? Đây, hôm nay mấy chị em đem theo tới 3 lon gạo lận. Tại vì mỗi lần mà mấy đứa nhỏ nó vận động á, nó ra ngoài trời nó chơi á thì rất là cần cơm luôn. À, ăn rất là nhiều tại vì đói á, vận động nhiều mà. Nên là hôm nay mình chuẩn bị một thùng nước nè. Rồi mình chuẩn bị thêm mấy cái gạo này để một hồi do. Rồi mình nấu cơm cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Đó, mấy đứa thấy hay không? Có nguyên thùng nước luôn. Nay mà mấy đứa có khát nước á là uống đã luôn á. Với lại có nước là để nấu nè. Đủ hết. Nay là chị đem tới 3 lon gạo luôn á. Ăn cơm đã luôn, không còn sợ đói nữa. Gạo thơm quá à. Ngân ơi, chắc là mình nấu cơm trước đúng không? Đúng rồi, nấu cơm trước rồi tôi lên bật lửa nè. Rồi. Đằng kia Ngân nhúm lửa, đằng đây là do cơm nha. Lửa cháy là cơm sẽ lên nha. Cháy rồi. Để hai cái này vô nhé, để đi trước. Đây, rồi, bật cơm lên. Đây. Chết rồi. Cầm. Chưa được nữa hả? Mình kiếm thêm cái bếp nữa được không ta? Còn gạch không? Chắc là nhờ mấy đứa nhỏ đi kiếm. Mấy đứa ơi, kiếm cho chị thêm 3 cục gạch nữa đi. Để xíu chị bắt nồi nước lên. Có nấu gì thì nấu. Trong lúc nấu cơm á, mình kiếm gì mình nấu thêm. Được rồi. Cho thêm mấy cây củi mình chen qua mấy cái cửa lò bên đây nè. Sao đi hết rồi khói hả? Cho thêm mấy cây củi mình nhét qua mấy cái cửa lò bên đây nè cho nó cháy đều hết luôn. Ôi mấy cá đang đưa bắt vào đó bắt càng đi. Ở đâu vậy gì?
ở bên đó đó hả? Wow. Ủa không gà không có bắt cá được hay gì? Không hả? Vậy là có bên đó ha. Vậy cô dì cho phép tụi con rồi đúng không? Ừ. Rồi cảm ơn dì nhiều nha. Yeah, vậy tụi con đi đây. Sẵn gì cho con xương ớt ra với nha. Tụi con nấu canh ăn luôn. Đi thôi. Yeah, dì cho rồi. Mấy đứa ngồi ở đây canh hai cái lò giùm chị nha. Cho chị đôi dép đi, cho chị đôi dép. Còn chiếc nữa. Mi. Mày định giấu vậy đó. Đi thôi. À, cái giường này của dì á các bạn rất là rộng luôn. Mấy chị em đã đến mấy lần rồi. Ở phía dưới này dì trồng rất là nhiều ngò gai. Đây. Có chưa nha? Đây. Ôi. Dì buộc chứa gốc cây Siri. Có con cá nào không? Chắc có mà, thấy động động nè. Động động ha. Ở dưới đây á dì nói á, dưới hầm này các bạn có nhiều cá lắm luôn, đủ loại luôn, đặc biệt là có cá hô nữa. Hồi đã quá trời luôn, không biết khi nào dì tát nữa. Cá này tôi nghĩ là dì thả rồi để ăn từ từ chứ không tát lên. Đúng rồi. Câu ăn từ từ á. Dì trồng rất là nhiều loại trái cây luôn các bạn ơi, nhiều cực kỳ luôn. À, nào là mặn nè, xoài nè, ổi nè, thanh long nè, rồi sơ ri, rồi nhãn, rồi mít. Trời, quá trời nhiều luôn. Cùng nhau đón xem kéo lên trong này có cái gì nha. Dì kiếm nhưng mà cái dây mở không được luôn á. Buộc chắc quá hả? Trời đó. Ơi mạnh lắm nha. Mạnh không? Mạnh không? Mạnh lắm nha, đúng chắc cá đồng nha. Cá rô cái gì đó. Hay cá rô kìa. Con cá rô nhỏ. Rồi, 2 3. Wow! Wow! Đây các bạn coi, ui có cá lóc nữa. Đảo hả? À. Được 1 2 3 con cá lóc, 2 con cá rô. Trời ơi, cảm ơn cô nhiều luôn các bạn ơi. Cô tặng cho mình 3 con cá lóc với lại 2 con cá rô. Vậy là hôm nay mấy chị em mình có một bữa ăn thật là no nê luôn rồi đó. Cảm ơn cô. Dạ, rồi muốn có một miếng. Rồi muốn ở đâu? Bên đó kìa. Bên đó đi không? Bên đó luôn đi, mình cắt đi. Mình gửi ở đây đi ha. Mấy đứa ơi, qua lấy cá về giùm chị đi. Lấy cá về giùm chị nha. Giữ kỹ nha. Rồi, mình đi tìm rau muống. Coi chừng ngồi gai á. Có cả bông trứng nữa kìa. Ngồi, ngồi gai bén lắm á. Đây, bông súng, rau muống. Rau muống mình phải hái kiểu mà dọc dọc á em ơi, chứ không có nhiều cái hái rồi, ít xịu rồi. Bên đây nè nha. Ở đâu vậy? Qua đây thử đi. Biết bờ bên kia có không ta? Kìa, bờ bên kia quá trời luôn kìa. Kìa. Đây nè. Súng ngon quá trời ngon luôn. Đây. Đây, ở đây nhiều rau muống nè. Trời ơi, ở phía trên thì cô trồng cây, còn phía dưới thì trồng rau muống nè, rồi ngò gai, rồi bông súng là ở dưới nước, cá cũng ở dưới nước luôn. Cái hầm này quá là hít. Ngồi đây sao hửi được cái mùi gì thơm thơm á ta? Mùi quế. Quế đâu vậy? Quế chứ còn thơm á. Trời ơi, có quế nữa Ngân ơi. Vậy là nồi canh chua hôm nay là ngon lắm luôn á. Có rau chay nhỏ nữa nè. Rau muống ngon quá ha. Ừ. Nay bà không có vô, phải bà vô bà gặp mình chắc bà vui lắm. Ồ, tôi thấy lâu lâu bà mới vô. Ôi, có nhíp cá nữa. Trời đất ơi. Đây các bạn xem nè, đây là rau nhíp cá nè. Cái rau này là thường là mình ăn sống, cuốn với lại gỏi rất là ngon luôn. Đây, đây là nhíp cá nè. Đó. Còn quế nữa nè. Đó, ở đây có quế luôn. Quế thì xíu nó ăn chua được. Quá ngon, còn rau chay nè. Rau chay nhà dì chồng biết sao mà ở cộng nè. Nhỏ xíu xíu ngon quá trời. Rau chay này rau chay dại á. Này nấu ăn với loại gì ta? Cua á, cua đồng á. Ngon hả? Ừ. Đi. Đi qua đây. Nó mọc rồi. Nó mọc bông súng nè. Ừ. Trời ơi, bông súng không có cái cây trời hái nè. Trời quá trời giúp cá luôn. Giúp cá nhiều quá hả? Chắc là lọc qua bên kia luôn á. Vừa có gì rộng kinh khủng trời. Quá rộng luôn á. Trồng ngò gai nhiều hơn ha. Đa số. Nó súng này nhiều. Không, mình hái thêm rau muống một ít không? Làm chút đỡ về hái tiếp. Rồi làm sao? Dịnh luôn rồi. Nè. Nhưng mà phải giật dây á. Nhưng mà dịnh tôi chắc nha. Ờ. À. Ôi. Ơi tù chứ.
tuột nghe cảnh nha, dính dắt nha. Ờ à, hừ được không? Gãy cơ bông mình. Được không? Cái tay này hồi là cái tay lái xe về đó Nhân ơi, đừng cứu tôi với. Không được rồi hả? Sâu, sâu lắm. Sâu lắm hả? Rồi sao giờ? Chết rồi, chết. Ê, ở bên kia kìa, qua bên kia đi. Chị dễ hơn á. Nguy hiểm chứ không? Đi. Dựng lên thử được chưa? Wow. Rồi nãy giờ thì hai chị em mình cũng chạy vô trong nhà mượn có cô được cái cây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ hái nha. Để cái này phải nương nương gì nè. Chứ giật mạnh một cái là nó đứt cái dưới luôn á. Ờ. Nó. Con súng này nó cứng lắm. Để phải nương nương nó. Đảo quá. Ước gì mốt vườn của mình cũng được như vậy ha. Ừ. Rồi. Thấy chưa? Được. Được 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 mà tại vì nó bị giục. Ê. Đây. Rồi. Bốn bông rồi, còn một cái cuối cùng. Từ từ. Yeah. Hoàn thành nhiệm vụ. Xong. Chắc là mình đủ đồ nấu rồi đó. Ừ. Vậy mình về ha. Ừ. Cái lên trên cho cô đi. Kia đường này lấy. Do muốn. Do muốn để tôi nhờ mấy đứa nhỏ mang về rồi. Ừ. Vậy mình lấy đường này luôn đi. Ngồi gai không mà đau quá. Sợ đạp nó. Rồi. Ôi khói quá. Nồi cơm thì mình cũng nấu chín rồi các bạn ơi. Tiếp theo thì bên đây là mình bắt một cái nồi nước lên nha. Để mà nấu anh chua. Còn bên đây thì mình sẽ thắng cái phần nước màu này để xíu nó kho cá nè. Là lựa cái hướng bếp nó ngược gió là nó quạt ngược vô mặt không. Hình như là mấy cô ngoại đang thái ớt thì phải. Mấy cô ơi, mấy cô đang làm gì ngoài đó vậy? Mấy cô thấy ớt, có trái ớt nào ăn được cho con xin vài trái được không? Vậy con ra lấy nha. Dạ. Này nó chưa nóng đó các bạn ơi. Đem xuống đi, bây giờ mình ra ngoài mình xin ớt cái gì kìa tính. Đi thôi, đi thôi. Cô ơi con tới rồi nè. Qua qua đây có cái đường nước nữa. À. Thế hả? Nhiều quá không, xài nhiều quá không? Thôi con xin một ít trái đủ ăn được rồi. Ừ. Nay mấy cô đi hái có ba người thôi hả? Ừ. Cỡ này ớt được giá không cô? Mấy mươi đồng quanh à? Là làm sao mấy mươi đồng quanh là làm sao? Tiếng Việt không biết đọc. Gà 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 chục ký 80 đồng quanh. Con cũng dốt đặt luôn. Đặt. Nhiều quá cô ơi, nhiều quá, nhiều quá. 8.000 ký hả cô? Lên được 10.000 là cứ rồi chứ tính tiền. Dạ con cảm ơn cô. 8.000 là mình có ăn chưa cô? Mình con theo như con biết thì con hái là 1 ký là 4-5.000 gì đó hả cô? Hiện tại già bé này là con được nhất 4.000. Wow. Mà bán ra thì 1 ký có 8.000 thôi. Xuống giống rồi tới ngày bẻ về trên 10 triệu mà giờ bẻ ba không hết này đây đảo con đây chứ không không được 10 triệu mà đặt nhìn bữa giờ hái được được nào chưa cô? Bẻ được cũng 700 ký rồi. 700 ký rồi ha. Chết rồi, bây giờ đi qua không biết được đi về nè. Bẻ cái lỗ, dạ. Thôi mình cố gắng mùa này đi cô, rồi mùa sau mình làm lại nha. Ừ. Con cảm ơn mấy cô nhiều, con về đây. Dạ. Mình có được bao nhiêu cá của cô tặng nè các bạn ơi, thì một ít này mình sẽ nấu canh chua nha. Còn một ít thì mình kho quéo cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đây, cái phần này là nấu canh chua, bỏ vô. Nấu canh chua cá lóc, nấu mấy cái đầu với mấy cái đuôi. Nấu hai con cá rô luôn. Trời ơi, khó quá. Quá là khó luôn.
Còn bên kia kho đúng không nha? Ừ. Tỏi hiếu quá bự. Chị ăn đi đâu? Khói bay theo đó. Chị ăn cúc luôn rồi kìa. Khói quá. Cho tỏi nó vàng sẽ cho cá vô. Trời đất ơi. Không phải em khóc đâu quý vị, tại khói cay quá. Được chưa? Chút xíu nữa em ơi. Trời ơi, cái miếng tỏi con nha. Hôm nay là không có nước màu nên là mình ấy bằng đường luôn. Xíu nữa cho đường nó đen chút nữa. Mấy đứa thích cá kho hay là cánh chua? Để lên cái muỗng. Trời ơi. Sao có số cá với cái chảo nó khác nhau vậy? Cá nó chỉ đủ cho lót cái lòng chảo thôi. Ui, nó có cả trứng nữa này. Cá chín này, bây giờ bỏ rau vô nha. Bên kia sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Nên tôi thấy là ăn cơm chung luộc rồi đó. Wow. Nên bỏ hết luôn. Bỏ luôn nha. Rồi, cho tôi cái củi nè. Chị giùm chị cái gỗ bông súng chứ. Ở đây là tiền. Đây bông súng nha. Hái xả chứ là tôi bầm chứ. Cái nồi này mà vét một cái ha. Trời ơi trời, tới chỉ luôn rồi kìa. Canh chua cũng chín rồi nè. Thơm. Wow. Mấy con cá rô này ngon lắm á cả. Bỏ qua canh chua. Các cô chú, anh chị, các bạn ơi, ngày hôm nay thì mấy chị em rất là vui luôn khi mà được vô vườn nhà bà Hai nè. Rồi mình nấu được cái món canh chua cá lóc rất là hấp dẫn luôn. Đó. Cá giấu. Cá là giấu ở phía dưới đó nha. Ngoài ra thì còn có cái món cá lóc kho quẹt nữa, nhìn hấp dẫn ơi là hấp dẫn luôn. Xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng ăn cơm nha. Rồi mọi người ơi, ăn cơm thôi. Mời mọi người ăn cơm nha. Mấy đứa canh chua không tới, xích lại xíu nha. Tại vì mình chỉ có một cái tô thôi à. Cuốn xích vô cơm. Dạ. À, thấy là cá lóc là mấy đứa hợp lý hơn, nó thích ăn cá lóc kho quẹt là để bên đó. Ăn thử miếng bông súng. Thảo Vy xích vô xíu. Thảo Vy rồi xích vô dán chút nha. Ngon quá. Thử cá lóc coi. Mấy đứa đói chưa? Ăn mạnh vô nha. Ngon không? Quẹt ngon thiệt. Nó hợp lắm á chị. Tự mình nấu rồi mình khen luôn nè. Ngon quá. Bông súng cũng ngon nữa. Công nhận. Ăn không kịp luôn. Ngon ha. Nhưng mà ăn nhiều vô. Bông súng ngon quá. Hình như bông súng này cô không hái gì. Chắc hái nha, hái mới hết chứ, đúng không? Chứ còn không hái là còn này. Cô nó không có cái cây luôn á. Ngon quá. Quẹt quẹt. Nè. Đi đi đi.
Canh chua ngon, cá cũng ngon, rau muống. Trứng con này hơi vàng. Ngon quá. Cá khô đâu vậy ta? Cá khô nè, trốn dưới. Ở nhà của cô ấy, sướng đây ha, mình chỉ cần đi ra cái thôi là thấy là đủ đồ ăn luôn, không cần phải đi chợ luôn. Với lại một phần là cô ở trút ở trên đầu cồn này á, muốn đi chợ cũng thôi xa. Là... cô chỉ cần ra giường thôi là đủ đồ ăn luôn. Trái gì cũng có chứ. Đúng rồi mấy đứa. Cái giường của cô làm trái cây bốn mùa luôn mấy đứa. Hồi nãy mấy đứa hái được cái gì rồi? Xoài. Cái xoài hình như là hôm trước cô có cho mình đúng không nè? Còn hai cái gì chín nữa chị. Xoài đó, nó lúc mà nó sống của nó rất là chua luôn á. Kiểu mình bào mỏng ra ăn ngon lắm á. Ý nó mắm đường á. Trời ơi. Hết sảy. Còn cóc nữa, cóc chua không mấy đứa? Không chị, ngon lắm. Lấy xuống nhìn chị. Ngon lắm hả? Nó giòn mà mình chấm muối á. Hôm nay lên vậy cô đủ đồ ăn á. Ngon quá à. Ăn nhiều vô. Đừng quên mời cô ăn cơm hay chị Cẩm. Hồi nãy có nói rồi cô không à. Hình như là cô ăn tương á mấy đứa. Như là cô ăn tương. Gì hả? Muốn phải không? Như là vậy. Với lại mấy đứa biết giờ này mấy giờ chưa? Giờ này là gần chiều luôn rồi đó. Cô ăn cơm rồi. Cô gần chiều. Mình thì mới ăn cơm chưa. Nãy lúc mặn cá thì có kêu cô mà cô không có ăn. Bình thường thấy chú đi làm cũng lâu lắm mới về. Hiếm khi nào lên thấy chú lắm. Tại vì mình lên buổi sáng á, chắc chiều chú mới về. Nghe nói đâu là chú làm ở gần quê tôi vậy á. Xa quá ha. Đâm điện điện. Ngon quá. Rau nhà cô ngon bá cháy. Chàng nước canh vô hấp ông nội ơi. Mình coi là muốn hết rồi không còn. Xíu nó cái giỏ đó là chừa lại nha. Trộn cơm vô. Ăn nhức mắt luôn. Quẹt quẹt ha. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em rất là vui luôn khi mà mình được lên nhà của bà Hai nào rồi được thưởng thức những cái món ăn cực kỳ là ngon. Nếu mà các bạn thích á, thì nhớ like đến cái kênh để ủng hộ cho mấy chị em nha. Xin chào tạm biệt, bye bye. Bye bye. Đếm mà đủ số lượng thành viên chưa? Dạ rồi. Đủ hết rồi phải không? Rồi về nghe. Dạ, ăn xong rồi các bạn ơi, giờ mấy chị em mình về thôi. Rồi đi thôi. Rồi về nha.